Thưa quý vị, cảnh sát Ecuador vào ngày 10 tháng 5 cho biết trong số 220 người trốn thoát sau cuộc bạo động tại trại giam một ngày trước đó, họ đã bắt giữ 200 phạm nhân và giới chức đang truy tìm 20 tù nhân còn lại. Giới chức địa phương cho biết chính phủ treo thưởng 3.000 đô la Mỹ cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ 20 tù nhân còn lại. Giới chức ban đầu thông báo chỉ có 108 tù nhân trốn thoát thành công. Nhà tù đã được kiểm soát, 43 người đã thiệt mạng, an ninh đã được thiết lập lại. Chúng tôi đã truy tìm và phát hiện 4 khẩu súng trường, 2 súng lục và nhiều vũ khí sắc nhọn. Cuộc bạo động nổ ra hôm 9 tháng 5 giữa hai băng đảng Los Lobos và R7 tại nhà tù Bella Vista ở Santo Domingo de los Colorados, cách thủ đô Quito của Ecuador khoảng 80 km. Nằm gần các xưởng sản xuất cocaine lớn nhất thế giới là Colombia và Peru, cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy đang ngày càng lớn mạnh ở Ecuador, đã dẫn đến cuộc khủng hoảng bạo lực ngoài đường phố cũng như trong nhà tù, đe dọa sự yên bình của nước này.